Hello, can you hear me? Yes, có nghe thấy chị Yeah. chưa? Is it alright? Okay, so now we'll like check the lesson. Là làm trong bài tập chưa? À, không rồi. Send gửi cho chị chưa nhỉ? Bài đầu tiên trước nhé. Ừ, có thấy màn hình của chị không? You see this one? Thấy chưa? Have to work until 4:30 today. Okay, so move on. Night, I finished working at 9:30. Okay, today I finished working at 9:30. Let's meet outside of the restaurant at 7:15. Okay, correct. Right now, 20 minutes after 3. 20 minutes after 3. Okay. Take a break in 10 minutes. 20 to 9 right now. 10 minutes late. Đúng rồi thật đấy. Rồi đấy. Hôm nay nghe đấy bài này dễ đúng không? Is that correct? This the first one is it? Okay, so now we move on. Bài này khó hơn một chút. Number one, my favorite month is June. Từ từ, nãy giờ có nghe gì không em? Chị quên mất không share âm thanh. Chết chết chết. Chết quên quên. Number two, I don't like January. It's too cold. Number two, correct. Number one, two, correct. Number three. My father was born in October. Number three, correct. Number four. We will travel to Denmark in September. Nghe âm k ở cuối không? Denmark. And then one more time, yeah? We will travel to Denmark in to Denmark. Không. Tức là từ này phải có âm cuối là âm ca nữa này. Yes or no? Vậy là cái này tên này là tên một nước mà. Travel to somewhere. Ok, đây là tên một nơi nào đó đúng không? Và nơi này phải tận cùng bằng chữ ca. Mình phải đoán thế nhá. Alright. Rồi Denmark. Ok. Nào biết Denmark, nghe thấy quen quen không?
Denmark in Europe. This one here. Nghe được quen quen không? Denmark. Tận cùng bằng chữ K đấy nhá. Is it okay? Mình phải nghe được điều này nhá. Mình nghe được từ đấy đúng không? Nhá, thì thấy ok là em đã nghe được âm này. Hai âm. Thế tuy nhiên là mình còn một âm cuối nữa nhá. Is it okay? Denmark. Nghe được âm cuối nữa. Yes. Rồi một âm nữa. Nếu mà nghe kỹ hơn một tí nữa thì trước cái Denmark em phải cảm giác là lưỡi cong hơn á. Cái phần chữ mark á. Yes or no? One more time nhé. Cảm giác được cái phần đấy lưỡi cong hơn một chút thì mình sẽ nghe ra được cả từ. We will travel to Denmark in September. Denmark. Denmark. Is that correct? Yes or no? Denmark. September. Number 5. My summer holiday begins in July. Okay, correct. Number 6. February is the second month of the year. Correct. Number 7. How many days are there in November? Number 8. Do we have any exams in April? Number 9. Does May have 30 days? This May. One more time, this one. Does May have 30 days? One more time, this one again, one more time. Does May have 30 days? Rồi, cái này người ta đọc là have, thế tuy nhiên là... Em không có đáp án nha. Tuy nhiên là về mặt ngữ pháp thì May là số ít hay số nhiều? Là số nhiều. May là số ít, May tháng 5 mà. This May, tháng 5. Một tháng là đúng không? Yes, mình dùng từ this cho số ít đúng không? Yes or no? Thì has ở đây phải là has ở cuối. Mặc dù là trong cái audio này chị không nghe thấy rõ has lắm. Ok, let's see this one. Chậm hơn tí nhá. Để xem nào. Tốc độ phát. Để chị bỏ cái này. Mình đang nguyện nghe mà. Thế nên em nghe có thể nghe chậm, nghe nhanh đều được. Miễn là làm sao mà em nghe được cả câu đấy là được nhé. Is it okay? Mình có thể một lần đoán hay là mình sẽ nghe chậm lại. Mình sẽ tìm mọi cách. Hoặc là mình có thể tua đi tua lại một cái đoạn nào đấy để mình nghe. Không sao cả nhé, mình nguyện mà. Mình khi nào làm bài kiểm tra thì mình chỉ có một lần nghe thôi. Number 9. Does May have 30 days? Rồi, chính xác là người ta đang đọc từ này là từ have. Cái này thì cũng không thể check em được. Cái này là người ta đọc từ này là từ have luôn á. Yeah. Nghe thấy âm, đúng không? Cái âm lưỡi đặt xuống răng dưới. Thế tuy nhiên mà về mặt ngữ pháp thì mình phải có câu này số ít đúng không? Phải chỉ là have. Is it okay? Now, so next one. Number 10. December is the last month of the year. Number 11. We will have a holiday next month in March. Number 12. The weather is very hot in August. Okay, rồi, it's done. Bài này xong rồi nha. Is it easy? Bài này cũng dễ đúng không? Dễ, không vấn đề gì đâu. Okay, so last one, this one. Bài này hơi khó xí đúng không? Yes. Thế nhưng mà biết cách làm chưa?
Ở đây còn một chỗ nữa, tên quốc gia à? Chưa điền được hả? Yes or no? So we had one more. Ok, vậy là ok hết rồi đấy chứ? Có thể nghe được gần hết rồi đấy chứ? Rồi, nghe lại nha. Number one. Earth Day is celebrated by almost 200 countries around the world on April 22nd. Second, em thêm ngày của em không có đấy được cho chị ạ. À? Có mỗi câu này có này. Dạ sao không? Ngày không có cái ở cuối. Cái TS hay là ND là SD gì đúng không? Dạ sao không? Cái đấy phải có nhé. Lúc mà mình biết ngày. Alright. Second the day đúng không? Number two. Children's Day in Japan is celebrated on May 5th. May 5th. Okay. Number three. People in India celebrate Republic Day on January 26th. January 26th. January 26th, gì đây? 22 đây. Yes, celebrate. Ok. Có một vấn đề nữa nha, em nghe lại cho chị cái từ celebrate này. Day on January 26th. Okay. Number 3. People in India celebrate Republic Day. Làm gì có a mask đúng không? Không có mask đúng không? Celebrate. Yes or no? Không có mask. Ok, không có S nha. À, thứ hai, sau khi mà em làm xong bài này thì em sẽ check lại ngữ pháp. Nha. Yeah. Ok, ví dụ như chỗ này số nhiều thì đương nhiên mình không có S rồi. Yes or no? Lúc đấy mình sẽ check lại, sau đó mình sẽ nghe lại lần nữa. Hoặc là từ celebrate, ở chỗ này em thêm D hả? Trên này D là đúng rồi bởi vì đây là câu bị động nhé. Celebrated, đúng không? Yes, còn đây thêm D mà em để như này thì nghe có vẻ nó hơi vô lý. Một là ở hiện tại, hai là ở bị động ở hiện tại thì nó sẽ đúng nhé. Câu số 2 lại ha. Quên. Number 2. Children's Day in Japan is celebrated on May 5th. Is celebrated. Có nghe rõ từ đấy không? One more time. Number 2. Children's Day in Japan is celebrated on May 5th. Yes or no? We have the word is. Câu bị động. Thêm is ở đây chị nhé. Is celebrated. Rồi, tịch thì đúng rồi, ED đúng rồi. Yes, so one more. Number 3. People in India celebrate Republic Day on January 26th. Rồi, câu này là câu bị động hay câu chủ động, câu số 3? Chủ động đúng không? Cái lý do tại sao mà đây chị bảo bỏ S ấy, mình không dùng đuôi ED nhá. Mình em S là đúng không? À, mình bỏ S. Yes or no? Số nhiều. 26 đúng không? 26. Câu số 4 nè. Number 4. Every year in Mexico, people celebrate Mother's Day on May 10th. On May 10th. Number 5. The National Day of Sweden is celebrated on June 6th. Now, the National Day in Sweden. Có đoán ra được từ đấy không? Em đoán là S. Dạ, yeah, rồi S. Đúng rồi, cứ đoán đi S. W. Sweden. Oh, oh my god, this one. Ok, nó có sẵn rồi đúng không? E, D, E, N. Yes. Ok, Sweden. Ok, so Sweden. Thành nước gì nhỉ? I forgot this in Vietnamese. Sweden. Nó cũng ở Europe đúng không? Europe. Do you know what is this? Ồ, nước này nước gì à? Thụy Điển hay Thụy Sĩ ta? In Vietnamese. Thụy Điển. Yes, this one. Thụy Điển hả? Okay, so one more. Next one. Number 6.
Teacher's Day in Thailand is celebrated on January 16th. 16th. All right. Number 7. Father's Day in Taiwan is celebrated every year on August 8th. Nào, có nghe rõ không? Đây là cái từ đầu tiên mà mình nghe rõ. Eighth. Có nghe thấy không? Yes. Eighth. Nó là sự khác biệt giữa số 8 và 8. Số thứ tự và số đếm mà mình có thể nghe thấy rõ ràng nhất đấy. Yes, 8 là số đếm đúng không? Yes or no? 8 là số thứ tự. Lại nha, bây giờ nghe lại xong bảo cho chị nói chị biết đâu là số thứ tự, đâu số đếm nhá. 8. Là số thứ tự. Yes, 8. Số đếm. Yes. Ok, có rõ không? Nghe có rõ không? Phân biệt được không? Yes, được. Đấy giờ xem á. Uh-huh. Rồi, tức là hai cái âm đấy gần như là giống nhau và cũng hay bị nhầm luôn á. Nhiều học sinh cứ A mà thêm TH đúng không? Cũng đọc A thờ luôn. Mà A mà khó thêm mỗi T cũng đọc là A thờ luôn. Đấy, thế là như kiểu không phân biệt được á. Yes. Ok. Rồi một âm đưa lưỡi ra ngoài nhé. A và A. Ok. So now one more. Number 8. In the United States, Halloween is celebrated on October 31st. Ok, thiếu ở đầu đúng không? In the United States. Ok, nước này chị tưởng là em phải quen thuộc lắm nhỉ? US, US, UK. US là viết tắt của United States. Yes, còn UK là viết tắt của United Kingdom. Do you know? Ok, bây giờ để phân biệt nhé. Nào, biết hai quốc gia đấy chưa? Chắc biết rồi đúng không? USA. Yes. USA. You know? Yes. I will call it US. So, US is the state for United States. United là hợp nhất đúng không? Học chưa? Yes. Ok. Hợp nhất, còn state là bang đúng không? Là hợp chủng quốc ấy, hợp bang ấy, tức là hợp tổng hợp của các bang ấy. Ok, còn UK, you know UK? UK. Rồi, cũng giờ xem mình có từ đầu tiên sẽ là từ United. Và thứ hai là từ Kingdom. Kingdom là vương quốc á. Yes or no? Vậy là một cái là vương quốc Anh và một cái là hợp chủng quốc hay gì đấy? Hoa Kỳ. Yes. Phân biệt được đúng không? Và nước Mỹ thì có state, và nước Anh thì có kingdom. Ok, not the same. Nước Mỹ thì bởi vì nó có state, thế nên nó sẽ có gì nhỉ? President, tổng thống chẳng hạn. Còn kingdom thì mình có queen đúng không? Yes or no? Queen. It's not the same. Ok, phân biệt được không? Yes or no? USA and UK. US and UK. Uh-huh. So now one more. Còn mấy câu nữa. Number 9. In Argentina, the day of tradition is celebrated on November 10th. Okay, one more time. Number 9. In Argentina, the day of tradition is celebrated on November 10th. The day of tradition. In Argentina, the day of tradition. Cái ngày của truyền thống đúng không? Cái ngày lễ hội truyền thống ấy. Yes or no? Đúng không? The day of tradition, chính xác rồi đấy. Ok, thiếu của chị the day of tradition nhé. Ok. Ok, so last one. Number 10. Women's Day in Poland is celebrated every year on March 8th. March 8th, rồi đúng rồi. À, thế nhưng tuy nhiên này nghe lại cho chị cái tên quốc gia ha. Women's Day in Poland is celebrated every year on March 8th. Poland. Rồi, có đoán được viết như nào không? Là gì nữa? Lần nhiều quốc gia có lần lắm đúng không? Yes, đâu? Có đuôi lần chứ? Đảo ấy. Yes, Poland.
A-N-C. Ok, có vẻ nhiều quốc gia có cái đuôi này đúng không? Yes or no? Poland. Ok, so let's see what is Poland in Vietnamese first. Ok, we have Poland. Poland in Vietnamese. Ba Lan. Polish là người Ba Lan, thuộc về Ba Lan. Yes or no? So do you know that? So let's try. Đây này, tiếng Ba Lan. I speak Polish in school and Vietnamese at home. Is it all right? Yes or no? Move on. Ủa? Sao còn nhiều đấy này? Em chưa làm hết à? Ok. Rồi, sorry. This one. Number 11. Bastille Day, the National Day of France, is celebrated on July 14th. Rồi, France. National Day of France. Nào, nghe lại âm cuối là âm gì nhá? Cái tên quốc gia. Bastille Day, the National... Bastille Day là nghe kiểu gì giỏi ghê? Bastille Day, ok, chính xác rồi nhá. Cái này có phải tra mạng không? Có. Trên cái từ Bastille Day nó chắc chắn nó phải ghi tên quốc gia cho em, đúng không? Khi mà nhìn cái đấy sẽ được nhìn cả tên quốc gia nữa. Mà đây vẫn biết sai tên quốc gia là France là bạn bè. Đúng không? No. National Day of France. France, âm cuối phải là âm gì? Dạ đúng rồi, tuy nhiên trước đấy có âm không? Làm gì có âm trời đâu. Không, làm gì có đúng không? Không, nếu em sẽ không nghe từ đấy. Okay, so now this one. Okay, so this one we have. Rồi nước đấy nước gì nào? Đoán thử nào. Okay, friends. Nghe gần giống bạn bè đúng không? But it's not the same. Rồi mình có nước friends. Can you guess? We have the flag there. Mình có cái cờ đấy đúng không? Yeah, so can you guess? Three colors, blue, white, red. Can you guess? Yes? The F bender? Yes? Okay, we have Bastille. Nước gì đây? Pháp đúng không? Bastille Day. Okay, let's take a look. Take a look here. Bastille Day is a common name given by the English-speaking countries to the National Day of France. À, bản chất của nó cũng là National Day, rồi, đúng không? Ngày Quốc khánh ấy. Which is celebrated in June, in July 14th each year. In French, it's far more cool. National commonly. Oh my god. Tên gì dài vậy? Okay, so we had. Coming up there, infamous. Một cơn bão đi ngang qua. Kỷ niệm một cơn bão đi ngang qua cái nhà tù Bastille ở Pháp ạ. Wow. Okay, rồi. Okay, further information. So come back here. Rồi, mình tiếp nhé. Celebrated on July 14th. Number 12. In Egypt, Revolution Day is... In Egypt. Nghe thấy quen không? Egypt. Nào đoán xem lên nước gì nào. Nào sẽ bắt đầu bằng chữ Y đúng không? Yes. Egypt. Chữ tiếp theo sẽ là chữ gì? Egypt. Đoán lên nào. Egypt. No. Đoán đừng nghĩ nói nghĩa tiếng Việt một.
Egypt. Anna. Không phải England ha? No. Không phải English hay England thì đâu. Egypt. Egypt là phải có chữ gì? Chữ G hoặc chữ J đúng không? Yes. Chữ G hoặc chữ J. Is that correct? Yes or no? Thì mới phát âm nặng như thế được. Thì mình sẽ có Egypt. Rồi chữ tiếp theo về chữ Y đúng không? Mình có mấy loại Y đó. Thì ở đây mình sẽ có Y dài. Alright, Y, P, T. Rồi nghe này quen quen không? Egypt. Okay, so now we look at here. Okay, so we have in Egypt. Lúc mà em tra được ngày ấy, thì em sẽ tra được luôn là quốc gia nào mà. Egypt. Cái này là thực ra thì không cần nghe rõ quốc gia đâu. Thế tuy nhiên là chị muốn lượt qua một cái một số các cái quốc gia mà cơ bản. Đây đa phần là toàn quốc gia cơ bản đúng không? France này. Poland này, Argentina này, yes, US, UK rồi Taiwan, Thailand, Mexico đúng không? Japan, right? Is that correct? Tất cả đều nói chỉ là India các thứ. It's a normal country. Những cái country bình thường you use it every day. Những country bình thường mà em dùng nó mỗi ngày ấy. Yes or no? Mm-hmm. So familiar with this? Egypt, Arabic. Ai Cập à? Gắn liền với Pharaoh nè. Sidalon kéo dài cùng với sông Nin đúng không? Thung lũng sông Nin nè. Nin River Valley. Yes. Có gì nhỉ? Pyramid. Do you know pyramid? Pyramid. Kim tự tháp. Pyramid. Kim tự tháp Ai Cập ấy. Cái này chắc là Ai Cập cổ đại đúng không? Is that correct? Yes. Ok. Rồi mấy cái này học qua thôi nhé. Không cần nhớ rõ. Thì tuy nhiên là mình cứ biết thôi ha. Yes. Uh-huh. Celebrated on July 23rd. À, còn tên ngày. Egypt Revolution Day is Revolution Day. Nào bây giờ nghe được từ đấy rồi đúng không? Thế bây giờ viết lại từ đấy nào. Nghe từ hơi dài cái thôi không biết nữa. Revolution Day. Nào đoán đi nào, đoán đi trước khi mà tra mạng nhé. Re nó đọc rõ ra rồi đúng không? R-E đúng không? Yeah. Vo. L. V-R đúng không? Vo. Lu. Yeah. Nó đọc được xem. Revolution đúng không? Lution. Lution mới viết rồi đúng không? Yes. Aha, mấy từ này mình có thể viết được mà. Nhưng mà em nghe rõ được từ đấy á. Yes or no? Revolution. Revolution Day. Được chưa? Now let's check this one. Evolution Day. Nào đoán ra được ngày này ngày gì không? Từ này học trên lớp chưa? Từ này học trên lớp chưa? Revolution. Cuộc cách mạng, cuộc khởi nghĩa. Ngày gọi là ngày cách mạng hóa. Yes. Hiểu đấy. Ok, revolution. Yes or no? Mình có từ này nhá. Is it ok? Học trên lớp chưa? Cải tiến cách mạng ấy, hiện đại. Yes. Nâng cấp ấy. Tiến hóa. Đấy, hơi có như hơi nhiều nhỉ. Now next one. So we have revolution day is celebrated. Celebrated on July 23rd. 23rd, đúng không? Day cuối cùng ấy. Number 13. The last day of Christmas is celebrated in Iceland on January 6th. Okay, Iceland. À, có nghe thấy từ Iceland không? Yes. Both to Poland. Yes, into England. Tuy nhiên là Iceland. Yes, it's not the same, đúng không? Yes or no? Không giống nhau. Okay. Nên mình để ý mấy chỗ đấy nhé. Mấy chỗ đơn cử thế thôi. Number 14. Hispanic Day is celebrated every year. Spanish Day. Spanish. Tây Ban Nha. So one more time nhé. Nghe lại đoạn này xíu ha. Câu tiếp theo câu số 14 nhé.
Number 14. Hispanic Day is celebrated every year in Spain on October 12th. Hispanic Day. Nghe lại từ đấy xong rồi đoán cho chị nhé, bởi vì chị cũng chưa biết từ này đâu. So one more time, this one. Hispanic Day is celebrated. Lại lần nữa này. Number 14. Hispanic Day. Can you guess? Hispanic. Mình có từ đầu tiên. Nghe lại từ đầu tiên ha. One more time, this one. Number 14. Hispanic Day. Từ đầu tiên là hit này. Panic. Panic. Không, chị không biết là cuối nó có chữ K không. Hispanic. Rồi nghe lại một lần nữa xem có chữ K không nhé. One more time, this one. Number 14. Hispanic Day is... Nick. Có chữ K đúng không? Hispanic. Hispanic Day. Okay, so let's check this one first. Hispanic. Có từ này đúng không? Hispanic. Hispanic is refer to people who speak Spanish. Hispanic là liên quan đến người nói tiếng Tây Ban Nha. Spanish là tiếng Tây Ban Nha nhé. Spanish là Tây Ban Nha, Spanish, Spanish Latin. Okay. The term Hispanic refers to people, cultures, country related to Spain. Okay, rồi the term Hispanic là gì nhỉ? Nó liên quan đến người đúng không? Văn hóa, quốc gia, Spain. Rồi mình tạm hiểu thế thôi nhé nhé. Ngày Hispanic là ngày gì đó. So let me see Hispanic day. It's a national day of Spain. Nó cũng là ngày quốc khánh nữa đúng không? Yes or no? The same one. It's not something new. Không phải thứ gì mới. Is it okay? Yes. So we move on. Celebrated every year in Spain on October 12th. Nó biết được từ Spain đúng không? Yes, nghe rồi. Okay, yes, Spain. All right. Number 15. Canada celebrates its birthday on July 1st. Okay, celebrate. Nghe được chữ S rồi đấy. Celebrate. Thêm S đúng không? Number 16. New Zealand's National Day. What? New Zealand. Quốc gia này thì như em phải biết chứ ta. New Zealand. Nghe đến bao giờ chưa? New Zealand, đúng không? Yes, vậy là mình sẽ có Iceland, đúng không? Yes, gì nữa nhỉ? Ireland, gì nữa ta? Cái vừa nãy ở trên là gì? Poland, đúng không? Yes, no, Poland. Ok, và dưới này mình có New Zealand. Ok, not the same á. Không hề giống nhau đâu nhé. Cẩn thận ha. Be careful. Alright, so we have New Zealand. New Zealand, this one. Rồi, sẽ có một bài đọc mà sắp tới đây mình sẽ học về đất nước New Zealand. Ok? À, đương nhiên là không phải bài hôm nay rồi. Hôm nay thì chị chưa chuẩn bị cái bài đấy. Is it alright? À không, hình như bài đấy là bài kiểm tra đấy. Yes. Cái bài liên quan đến New Zealand đấy. Trong cái lộ trình học này nó rơi vào bài kiểm tra đấy. Alright. Đã sẵn sàng kiểm tra chưa? Chắc mấy buổi nữa đấy. Ready? Okay, rồi, so we have New Zealand as an island here. Okay, so now we stop here and then we move on the lesson today. Hơi muộn tí nhưng mà mình bắt đầu bài hôm nay nhé. That's a new lesson. 1 minute. Đợi chút ha, máy chị đang bị lag. Máy bàn hơi lag. Nhìn rõ không?
Is it okay? And the lesson today is about the hummingbird. The hummingbird is a bird. It's the animal. All right. So we have some new words here. The hummingbirds, the helicopters, backwards, floating, spin, and wing. So take a look at this one, and then we move on. Thực ra chị không muốn em nhìn phần này trước đâu, bởi vì chị muốn em đoán từ cơ. So we move on. Mình luôn tiếp luôn nhé. Okay, mình phải đoán từ. Is it alright? Yes or no? Coi như mình không biết cái chỗ kia luôn. Alright, so now, bài đầu tiên thì chị muốn em luyện kỹ năng đoán từ trước đã nhé. Rồi, đa phần những cái này là mình đã biết hết rồi đúng không? Những cái từ đơn này mình biết hết rồi. Alright, so you have a time to look at this and read it aloud. Ready? Read it aloud. Đọc to ấy. Đọc thử đi. Speaking luôn ấy. Chèn mấy kỹ năng vào một bài luôn. Hummingbird are amazing birds for many reasons. Bỏ to quá. To quá. Màn hình to quá. To quá. It's too big. Bởi vì chị dạy học sinh. Bởi vì chị dạy học sinh tầm muốn để màn hình to thôi. Màn hình nhỏ chúng nó lại kêu. Alright, hummingbirds are the amazing birds for many reasons. Ok, nào bây giờ vấn đề đọc của em giống rất nhiều bạn học sinh nhá. Nó đang bị bằng này này. Yes or no? Can you see that? Yes. Ok, ví dụ một cái câu này thôi nhá. Hoặc là bây giờ ví dụ một cái từ ngắn hơn. Mình biết từ hello rồi đúng không? Hello. Yes or no? Mình rất nhiều tông giọng để nói một từ hello đúng không? Hello, hello, hello. Đó lúc mà nghe chị chào rồi đúng không? Hoặc là khi mà em mất tập trung ấy, chị sẽ nói hello, hello. Yes or no? Rồi, rất nhiều tông giọng. Vì vậy khi mà em đọc những cái câu này thì mình cũng có nhiều tông giọng để nói một câu. À, ví dụ câu này, mình sẽ nhấn mạnh vào những cái phần chính của câu. Ví dụ câu đầu tiên nhé. Amazing. Hummingbirds are amazing birds for many reasons. Reason is the same. The reason mình cũng nhấn ha. Yes or no? Yes or no? Hummingbirds are the amazing birds. Okay, for many reasons. They fly like helicopters, backwards, out, or floating in the air. In the air. They move from side to side. The hummingbirds zoom straight up into the sky and dip straight down. For example, like this. Okay, now so try it again. Hummingbirds are amazing birds for many reasons. They fly. Reason, reason, the, không phải the nhé. Reason. Reason. Yes. Backwards or flowing in there. They move from side to side. The hummingbird zoom straight up into the sky or dive straight down. Dive straight down. Dive straight up. Mình gọc nối nhé. Và nối thì hiện tại chị đang dùng anh Mỹ, thế nên mình sẽ straight up. Chứ không giống anh á. Thì anh mình sẽ là straight up. Or straight down. Straight down. Yes. A little bit. Rồi, hoặc là helicopter. Helicopter. Tiếng Anh mình sẽ đọc helicopters. Em tự chọn nhé. Have floating. Yes, em có thể đọc là floating. Rất thôi được rồi, chị sẽ cố đọc Anh nhé. Hummingbirds are amazing birds for many reasons. They fly like helicopters, backwards, floating in the air. Is it okay? Yes. So, chị nhiều khi chị cũng đọc ấy quá. Okay. So, let's try this. Hummingbirds are amazing birds for many reasons. They fly the helicopter, backward, or floating in the air. Em bị nhiễm một gì rồi sao? Floating. Okay. Rồi mình có một số âm cuối nhá. Like helicopters,
lưỡi hơi cong lên tí nhá. Backward, they move from side to side. Yes or no? Âm cuối đấy. Ok, rồi, thế thôi được rồi. Bỏ qua phần này nhá. Bây giờ mình sẽ đoán một số từ cho chị này. Ở đây mình có một số từ vừa nãy nó cho nghĩa ấy. Thì nó đang viết, nó đang highlight màu gì đấy. It's yellow here. Yeah, so can you guess? Helicopter first. Helicopter. What is it? Helicopter. No. Rồi mình sẽ đoán nó dựa vào nghĩa của một số các từ xung quanh. Thứ nhất là nó biết bay này. Fly. Đúng không? Và bay backwards. Bay backwards là bay như nào? Back là cái lưng đúng không? Backwards là như nào? Bay ngược đúng không? Floating là trôi nổi. Floating in the air. Ok, vậy helicopter là cái gì? Đúng rồi, cái trực thăng đúng không? Có khả năng bay ngược. Rồi, ok. Rồi, alright. Bay từ bên này qua bên kia, side to side. Hummingbird zoom straight into the sky là gì? Straight up into the sky. Bay lên trời đúng không? As down, as dive straight down. Straight up là thẳng đứng. Dive straight cũng là thẳng đúng không? Bay ngược thẳng xuống á. Yes. Mm-hmm. Rồi, they spin their wings. Wings biết rồi đúng không? In circles. Alright. Mm-hmm. Thế thật wings các thứ đây. Yes. À không, wings đấy là khác đúng không? Wings x đúng không? Yes, it's not the same. Wings này là cánh đúng không? In circle có nghĩa là như nào? Can you imagine? Có đoán, có tưởng tượng ra được không? Spin and swing in a circle. No. Circles ở trên cơ. In a circle. Câu đầu tiên ở đoạn 2. They spin their wings in a circle. Nó đập cánh theo kiểu gì? Nó đập cánh mà hình tròn, nó nghĩa là nó phải xoay xoay người rất nhanh đúng không? Thành hình tròn ấy. Yes. Okay. In if the baby are in danger, do you know what is in danger? In danger. Now, so do you know the word in danger and the word dangerous? Do you know what is dangerous and what is danger? Cùng mang nghĩa là nguy hiểm đúng không? Thế nhưng mà in danger là như nào và dangerous là như nào? You know? Cùng mang nghĩa là nguy hiểm đấy. Thế nhưng mà bây giờ chị chỉ cần thay câu này nhá. Câu này là baby is in danger đúng không? Mà bây giờ chị thay thành dangerous chẳng hạn. The baby are dangerous. Yes, vậy có khác nhau như nào? Từ vựng đấy. No. Rồi in danger là đang trong tình trạng nguy hiểm đúng không? Yes or no? Bị tấn công bởi đại bàng các thứ ấy. Thì tức là đang trong tình trạng nguy hiểm, tức là nó có thể bị tấn công bởi kẻ khác. Vậy thì cái ví dụ tấn công bởi eagle chẳng hạn, bởi con đại bàng. Vậy thì eagle ở đây là đối tượng dangerous. Đối tượng gây nguy hiểm cho người khác. Thì eagles ở đây là dangerous, còn baby ở đây là in danger. Can you understand? Yes, nó kiểu bị động và chủ động á. Yes, a little bit same. Okay, they will even attack eagles. Rồi, chúng nó là chúng hummingbird. Do you know hummingbird first? Trước đấy mình đã biết gì về hummingbird chưa nhỉ? Do you know what is the background about hummingbird? A little bit background. Okay, so let me see. Can you see my screen? Yeah. Hummingbird. Rồi. Để thấy câu đấy nó như nào đúng không? Tức là nó thậm chí có thể tấn công được cả con đại bàng đúng không? Nhưng mà tại sao người ta đặt ở đấy một chữ even? Okay. So we need to take a look at here. There is too big. It's too small. Có bé quá màn hình ấy. No. Okay, the hummingbirds are the birds native to the Americas. It's comprised. Okay, about specific. They are small birds. Chúng là những loài chim rất nhỏ. The most specific
measuring about 7.5 to 13 centimeters in length. Rồi có tưởng tượng nó to bao nhiêu không? It's about here, right? Is it correct? Yes, it's about here, đúng không? Yes, nó chỉ bé như thế thôi, nhưng mà nó tấn công vào con đại bàng. Okay, so do we look at a little bit about the eagle? Do you know? What do you know about the eagle? Eagle. Do you know? What do you know about the eagle? Một con bé có 13 cm, đúng không? Thế còn con eagle nó to nào, do you know? We look at a little bit here. Okay, I need something here. Reduce size figure, the most figure larger than the raptor, the smallest. Con nhỏ nhất, cái loài nhỏ nhất cũng là 40 cm. Loài eagle nhỏ nhất cũng là 60 cm, đúng không? À đâu, 40 cm. Even smallest people. I should compare it more to look. Nó không có kích thước cụ thể à? Một con trung bình nè. À, here, here, here. Okay, we have some common names of some eagles and the total length that they can have. Okay, it's about 100 centimeters, right? 90 centimeters, is it correct? Yes or no? The normal one thì mình có thể quy nó tầm 100 centimeters. Okay, to nhất thì mình có the biggest one, is the largest one is about 206.5 centimeters. Is it correct? It's too big? Yeah, it's too big. 100 centimeters is too big and 200 is too big. Yes? Is it okay? Yes or no? So what about the hummingbird? It's too small. It's about 10 centimeters in length. Okay? No, đấy là lý do tại sao mình có từ even, right? Yes or no? Thậm chí á. Đấy là lý do tại sao mình có từ thậm chí ở đấy. Nhưng nếu mà không có background về con này thì mình cũng không thể nào mà say something about that. Is it correct? Yes or no? Okay, đấy là lý do tại sao mình có từ even ở đây, đúng không? Okay, to build the nest. Okay, từ tiếp theo nào. Từ màu vàng tiếp theo. Can you see my screen? Nhìn thấy màn hình của chị chưa? Wow. Yes. Okay, the nest. To build the nest. Build là xây dựng, đúng không? Xây. Okay, vậy nest nó là cái gì? Nest. Nest. Now say gì? Chim say gì? Nest, say tổ, đúng không? They will pick the first. Now this one, the first of. What is this? Là lông. Lông, đúng không? Sao biết là lông? Why do you know that? Cái con này xây tổ. Xây tổ á? Sao em biết là lông? Cái từ này em học rồi. À, học rồi đúng không? À, ví dụ mình không biết từ này, vậy thì làm nào đây? Nào, mình có biết sweater không? Sweater, sweater. Anh Mỹ sweater, anh mình có là sweater, sweater. Nghe này không sang lắm. Ok rồi, sweater nào, what is this? Sweater. Áo nghe thế này nhá. You use the sweater in the winter. Especially in the winter. You cannot use it in the summer because it's too hot. You cannot use it in the summer. So what is it? You can only use it in the winter when it's too cold. So when you wear the sweater, it's warmer. It's not a jacket. It's not a coat. Áo mặc vào mùa gì? Mùa đông đúng không? Không thể mặc vào mùa hè. Yes. Có nghe rõ cái câu chị vừa nói không? Yes or no? Nó không phải là jacket, không phải áo choàng, không phải coat. Đúng không? Vậy nó là gì? Can you guess? Áo len đúng không? Sweater, áo len. Rồi, vậy thì có nó nhặt đúng không? Nó nhổ cái gì từ cái áo len? Cái lông là thứ nhất, hoặc là mình có thể hiểu nó là cái sợi len á. Yes. Sợi len từ áo chúng ta đúng không? Yes, để xây tổ. When they are awake, khi mà chúng thức dậy đúng không? The hummingbird spend most of their day on eating food. Ok, ở đây mình không có từ mới, tuy nhiên mình có một cấu trúc. Không biết học cấu trúc này chưa? Cấu trúc này thường được sử dụng ở trong các bài thi IELTS rất nhiều nhé, cơ bản ấy.
5 chấm là cái cấu trúc này cũng phải đáng để nhớ rồi. Spend. Ok, spend đúng không? Spend, dành dụm đúng không? Học chưa? Yes or no, học rồi đấy. Ok, mình sẽ có spend cộng với time hoặc là time hoặc là money. Is that correct? Time or money. Sau đó cộng với time or money. Ở đây thì mình có là time đúng không? Most of the day là time đấy. Một fair day là time đấy. Ừ, hoặc là money cũng được. Sau đó mình sẽ có on. On có thể có hoặc không. On thể có hoặc không nên mình có thể đài để trong ngoặc. Đằng sau mình cộng với một verb in. Ok? Và vân vân đằng sau nữa. Etc. Spend most of their day on eating food. Rồi, ngoài ra thì không biết là em đã học cấu trúc viết lại câu bao giờ chưa? Viết lại câu cho câu này này. Mình có rất nhiều câu để viết lại được câu này. Trong đó một trong số đó mình học từ hồi cấp 1 luôn. Take. Học chưa? Yeah, rồi nào, it take. Rồi nếu mà câu bắt đầu bằng it take rồi thì mình sẽ làm gì nữa? Take này là phải chia theo thì nhá. Ở hiện tại thì chị không để ý thì nào nên là chị sẽ cho từ take không chia nhá. Is it okay? Còn tùy vào thì, ví dụ quá khứ là mình có took đúng không? Tương lai mình có win take. Hay hiện tại mình có take thêm mát chẳng hạn thế. Nào take này xong rồi sao nữa nhỉ? It take. Thêm somebody to do something. Học chưa? Học rồi. Ok, học rồi đúng không? Yes or no? Spend, take. Là mình có spend là mình sẽ có take luôn nhá. Yes, đây là việc cấu trúc viết lại câu thôi, không có gì cả. Ngoài ra mình sẽ có somebody chủ ngữ này. Ok, take. Mình chỉ là đảo vế câu thôi nhá. Chủ ngữ, take. Ok. Take somebody something, sorry, cái này mình thiếu something. Thiếu cái gì đúng không? Cái gì ở đây có thể là money or time. Yeah, có thể là tiền đúng không? Lấy của ai đó, cái gì đó, để làm gì đó. Rồi chủ ngữ ở dưới này, chủ ngữ thì mình sẽ có take something, có thể là tiền đúng không? Ai đó tốn rất nhiều tiền hoặc là time nhé. Ok, to do something. Ngoài ra thì mình sẽ có cái câu bị động. Nếu mà học thêm nữa thì mình có câu bị động với phần ở dưới này này. Yes or no? Được cho cái gì đó được làm, ví dụ như là cho English to be learned chẳng hạn, cho tiếng Anh được học chẳng hạn thế. Is it correct? Yeah, câu bị động nữa. Nhưng mà thôi, tạm thời mình sẽ chỉ có dừng ở đây thôi nhé. Is it okay? We have two things. À, hoặc một cái nữa. One more thing. Mình sẽ có đổi cái something ở cuối này. Do something này đúng không? Yes or no? Ở đây thì mình sẽ đổi xuống dưới này nhá. Mình sẽ viết thành doing something. Đương nhiên là to do something, ví dụ như là to spend thì mình sẽ có thành spending đúng không? Yes or no? Tức là ở đây là một động từ á. Yes or no? Yes. Và sau đó mình thêm doing. Yes, doing something. Sau đó mình sẽ có take này cũng tùy vào thì, sau đó là something. Nó sẽ ở đây là tiền và bạc này, tiền này, thời gian này, money or time. Is it okay? Đó, the same one, đúng hết nhau luôn đấy. Rồi. Alright, so this one done. Xong rồi đúng không? Yes or no? So we move on. Ok, rồi trước khi kết thúc thì mình sẽ làm thêm một vài từ mới nữa nhé. Ok, từ protein is ok rồi đúng không? Protein, easy. No problem there, right? Protein. Không có vấn đề gì ở đấy đúng không? Yes or no? Hummingbird, không có gì. Insects, học. Chị nghĩ em học rồi, insects, học ở trên lớp rồi đúng không? Yes or no? À, lại quên từ insect hả? Vậy thì bây giờ mình đoán nghĩa thôi. Nào thì con hummingbird sẽ ăn gì nào? That always quest on a quest for insect to eat. Con chim sẽ ăn gì? Ăn sâu đúng không? Sâu bọ hoặc là insect. À, mình nói chung là côn trùng đấy. Này có đoán được không? Yeah, I think you can guess it. Nào một từ nữa nhá, từ cuối cùng là từ nectar.
Neck hả? Đọc câu đấy xong đoán nhá. They also can drink. À, cái thứ này nó uống đúng không? Hummingbird nó uống đấy. Nectar from flowers. Cái thứ này từ flowers mà ra. So what is this? Đừng tra. Đừng tra. Em tra từ điển này, em có tra không? Không tra đúng không? Yes, nhớ nhá, đừng tra nhá. Cố gắng đoán nghĩa nhá. Nhá, nó là gì nhỉ? Mật ong đúng không? Từ hoa thì chỉ có thể là mật ong thôi. Uống gì? Uống mật ong chẳng hạn thế. Is it okay? Yes or no? Ở đây thì không có từ gì khó cả. Thế tuy nhiên là cũng hơi mình có một cái cấu trúc on a quest for, nghĩa là tìm kiếm. On a quest for insects, nó là tìm kiếm thức, tìm kiếm côn trùng để ăn. On a quest for. Yes, only that. Phần này chỉ có thế thôi. Okay, so now chưa hết đâu. Now, hummingbirds have a special tongue. The tongue. Ok, nào từ này đoán được không? Thẳng. Học chưa? Từ này học chưa? Nếu chưa học thì bây giờ mình sẽ đoán. Cái gì? Cái gì nhỉ? Ok. Một cái gì đó đúng không? Nhưng mà đây là số nhiều. The front of the tongue is split in half. Cái phần đầu của bộ phận này được chia làm hai phần. They have a sharp edge. Có một cái phần thì là đầu nhọn đúng không? The edge has the sharp the juice from flower. Cái edge này, cái đầu nhọn này giúp cho việc gì đấy? Sharp up. Do you know sharp up? Rồi không biết từ này đúng không? Tóm lại là một cái hành động gì đó mà để hút mật vào trong, hút mật từ hút cái juice từ flowers đúng không? Từ hoa. Vậy thì nó là cái gì? Cái gì nhọn mà phải có đầu nhọn mà lại phải có yes. Mà lại phải hút được mật. Mà lại phải có nhiều cơ. Mỏ thì chỉ có một cái mỏ đúng không? Yes, làm gì có con chim nào có hai cái mỏ? Yeah, cái gì đương nhiên là nó phải liên quan đến miệng rồi đúng không? Miệng mở rồi. Nó còn một bộ phận bên trong nữa. Bên trong miệng hoặc mở lưỡi đúng không? Ok, rồi ở đây thì hơi lạ một tí đúng không? Con này có rất nhiều lưỡi. Is it correct? Yes or no? Hoặc là mình cũng có thể hiểu nôm na là một bộ phận gì đó mà liên quan đến cái việc hút mật là được. Is it ok? Yes or no? Rồi, their tongue lick flowers. Insect is tongue has the back. À, cái lưỡi này còn được dùng để làm gì đấy? Grab, tức là chụp lấy con back là con bọ ấy. Insect quickly. Tongue flying, eating habits, just three things that make the humble unbelievable creature. Unbelievable là không thể tin được đúng không? Có ba thứ để khiến nó trở thành cái loài mà không thể tin được. Tongue, cái lưỡi. Flying cái biết bay đúng không? Con chim biết bay có gì đâu ta? Nó phải cụ thể đúng không? Việc bay giống như gì nhỉ? Flying like a helicopter, right? Bay giống cái chiếc thăng ấy. Hoặc là bay ngược, bay forward, backwards, bay ngược. Bay hummingbird là loài duy nhất có khả năng bay ngược thế nào ấy. Okay, last one eating habit, thói quen ăn uống, mình có cái gì? Tí nữa thôi được rồi, tí nữa thì mình sẽ bài này về nhà làm cho chị phần câu hỏi này nhá. Is it okay? Yes or no? Đọc và là trả lời câu hỏi. Phần này giống IELTS. Yeah. Rồi try it ha. Is it okay? Thế nhưng mà nó dễ hơn IELTS một chút bởi vì là các cái câu nó specific vào câu trả lời luôn rồi. Cái câu hỏi nó specific vào cái phần đoạn văn luôn. Còn IELTS nó khó một chút là nó sẽ paraphrase các thứ để khiến em không thể nhận biết được nó nằm ở bộ phận nào của bài. Is it okay? Yes or no? So we stop here, huh? Mình dừng lại đây nhé. Thế em muốn làm bài này dưới dạng gì? Dưới dạng Word hay là dưới dạng Google Form? Google Form thì mình có thể viết đáp án trực tiếp và gửi cho chị được. Còn không thì em làm trên đoạn Word thì em sẽ phải tra lại cái đáp án đấy. Tùy em thôi. Em gửi trực tiếp không chị? Gửi trực tiếp á? Thế không dùng Google Form à?
Thế chị sẽ gửi gửi chị sẽ gửi gửi ảnh nha. Chị gửi ảnh và chị gửi câu hỏi, list các câu hỏi để sau đó em sẽ tự làm Word hả? Hay là làm Google Form? Chị nghĩ Google Form cho chị nhàn tí nhé, cho chị nhàn tí chị gửi mỗi cái ấy thôi nhé. Is it okay? Gửi mỗi cái link thôi, còn em sẽ tự làm lên đấy. Em có thể làm ở đâu cũng được, mà Word cũng được, mà làm trực tiếp vào Google Form cũng được. Is it okay? Ok, chị có nói quá nhanh không? Dạo này chị bị học sinh chê là nói quá nhanh. Em chị không. Thôi được rồi. Goodbye. I'll see you again later, huh? Goodbye.